Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là 18 giờ và quý vị đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC14. Và như thường lệ, chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mà chắc chắn là nhiều gia đình quan tâm. Tôi là Linh Đan. Vâng, còn tôi là Vi Dung và bữa tối ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung nào đáng chú ý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm những tin chính. Xăng dầu giảm giá từ 15 giờ chiều nay, trong đó xăng RON 92 giảm gần 800 đồng một lít. Sở hữu chung cư ở một đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là ước mơ của nhiều người. Nhưng sau thời gian vui sướng, hạnh phúc vì đạt được ước mơ, nhiều người đã vỡ mộng vì chất lượng xây dựng, chất lượng dịch vụ tại ngôi nhà của mình. Trung Quốc vừa công bố một báo cáo cho thấy 40% hàng hóa mua bán qua mạng tại nước này trong năm ngoái là hàng giả hoặc hàng kém chất lượng. Mở đầu chương trình sẽ là phần điểm tin tức từ sáng đến tối. Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm với mức gần 800 đồng một lít. Đây là lần giảm giá xăng dầu lần thứ 9 trong năm nay. Cụ thể, các mặt hàng xăng RON 92 và RON 95 đều giảm giá 770 đồng về 17.230 đồng và 17.930 đồng một lít. Xăng sinh học E5 được giảm tới 880 đồng về 16.730 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm 316 đến 481 đồng một lít kg. Mức giảm này là sâu hơn mức dự báo trước đó là khoảng 500 đến 600 đồng một lít. Được biết, trong 15 ngày qua, thị trường xăng dầu nhập khẩu chính của Việt Nam là Singapore biến động khá thấp. Trong đó, xăng A92 luôn duy trì mức giá dưới 60 đô la Mỹ một thùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy tính từ đầu năm đến nay thì giá xăng dầu đã trải qua 6 lần tăng và 9 lần giảm. Tuy vậy thì mức giảm giá xăng dầu trong nước vẫn được xem là chưa tương xứng với xu hướng của thế giới, do 50% cơ cấu giá hiện nay là các khoản thuế phí. Và theo thống kê, dù giá xăng dầu thế giới năm nay đã xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 năm, nhưng mặt bằng giá trong nước trước kỳ điều chỉnh hôm nay vẫn cao hơn thời điểm cuối năm ngoái khoảng 120 đồng. Việc giảm giá xăng dầu vào dịp cuối năm hiện được nhiều người kỳ vọng là các mặt hàng cũng giảm giá theo. Bên cạnh đó là giá cước vận tải hành khách, hàng không, tàu hỏa thì sẽ được điều chỉnh. Tuy nhiên thì thực tế là thời gian qua cho thấy nếu như người tiêu dùng, dư luận không gây sức ép thì các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách vẫn sẽ làm ngơ, không có sự điều chỉnh giảm giá cước như những lần trước đó. Sáng nay ngày 3 tháng 11, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bắt đầu cấp giấy phép lái xe quốc tế cho công dân Việt Nam. Điều này có nghĩa là từ nay, người dân có bằng lái quốc tế sẽ được phép lái xe ô tô tại 85 nước trên thế giới. Với thủ tục nhanh gọn, chỉ trong vòng 10 phút làm thủ tục và 2 tiếng chờ đợi, nhiều người đã có giấy phép lái xe quốc tế trong ngày đầu tiên thực hiện. Theo quy định, người dân muốn được cấp giấy phép lái xe quốc tế phải có giấy phép lái xe trong nước, hộ chiếu và điền một số giấy tờ theo mẫu. Sau đó nộp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chậm nhất là sau 5 ngày là có thể lấy được bằng. Đối với người dân tại các tỉnh thành khác muốn cấp giấy phép lái xe quốc tế, vẫn có thể gửi hồ sơ về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và sẽ được nhận bằng qua đường bưu điện. Bên cạnh 135.000 đồng tiền phí cấp bằng, người dân tỉnh ở ngoài sẽ phải trả thêm tiền phí vận chuyển. Vâng, với thông tin vừa rồi của chị Linh Đan đã cung cấp thì tôi có một thắc mắc là có phải là nếu như mà tôi mà có cái bằng lái quốc tế này thì từ nay khi mà tôi đi du lịch hay là làm việc học tập tại 85 nước mà tham gia vào công ước viên như là Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Italia, Úc hay là Ukraine và nhiều quốc gia khác thì tôi sẽ được quyền là điều khiển chiếc ô tô của mình, có đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác thưa chị Vi Dung, nhưng mà khi lái xe ở nước đó thì chị phải mang theo cả hai loại bằng. Thứ nhất là bằng lái xe trong nước và thứ hai là bằng lái xe quốc tế. Và chị cũng có thể bị tước bằng lái xe quốc tế trong một thời hạn nhất định nếu chị vi phạm quy định luật hiện hành nước sở tại. Nhưng chị yên tâm là thời gian đó sẽ không quá thời gian mà chị rời khỏi nước. Truyền thông thế giới ngày hôm nay đã công bố bảng xếp hạng sức khỏe các nước trên thế giới do Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện. Theo đó, thì Việt Nam đứng thứ 62 trên tổng số 145 nước trên thế giới về sức khỏe.
Theo đó, Việt Nam xếp thứ 62 trên thế giới và lọt top 10 ở khu vực châu Á với điểm số là 51,99%. Bảng xếp hạng được tính theo cách lấy chỉ số sức khỏe trừ đi chỉ số nguy cơ sức khỏe. Chỉ số sức khỏe bao gồm tuổi thọ, nguyên nhân tử vong. Chỉ số nguy cơ sức khỏe căn cứ vào các tác nhân gây hại như là tỷ lệ người trẻ hút thuốc, số người bị cholesterol cao và lượng kháng thể. Đứng đầu trong bảng xếp hạng này là Singapore, Italia xếp thứ 2 và Australia giữ vị trí thứ 3, còn Swaziland ở châu Phi là quốc gia kém khỏe mạnh nhất. Vâng, những thông tin này thì cũng không có gì quá bất ngờ đúng không ạ? Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối trong chiều ngày hôm nay về vấn đề này thì ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám Chữa Bệnh cho biết Việt Nam ở vị trí số 62 trong bảng xếp hạng sức khỏe thế giới là phản ánh tương đối đúng với tình trạng sức khỏe người dân nước ta hiện nay. Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, tình trạng ô nhiễm môi trường, điều kiện sống nhiều nơi còn thiếu thốn là yếu tố đang ngăn cản phần nào sức khỏe người dân, dù tỷ lệ tuổi thọ của Việt Nam là trên 73 và có xu hướng đang tăng dần lên. Vâng, vị trí thứ 62 có nghĩa là sức khỏe của người Việt nằm ở mức trung bình của thế giới. Và tôi nghĩ là kết quả này nếu như mà chính xác thì cũng không quá tệ. Nhưng mà nếu nhìn vào thực tế thì tôi lại thấy hơi lo ngại cho sức khỏe của chúng ta trong tương lai. Khi mà môi trường của chúng ta thì ngày một khói bụi, đồ ăn thức uống thì ô nhiễm. Người Việt Nam thì ngày càng hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều hơn. Trong khi đó thì ở thành phố chúng ta ngày càng ít thời gian để có thể tập luyện thể dục thể thao. Và ngay bản thân tôi thì dù cũng là chưa phải là đến cái tuổi già lắm, nhưng mà tôi cũng có cảm giác là cái sức khỏe của mình thì cũng đã thay đổi so với 1-2 năm trước rất nhiều rồi. Dạ vâng, và riêng cá nhân tôi nhìn nhận thì sức khỏe là một khái niệm khá trừu tượng để mà có thể so sánh, vì mỗi người dân, mỗi đất nước lại có một thể trạng khác nhau. Nhưng nếu so về tầm vóc thì tôi thấy là người Việt chúng ta đang thua kém rất nhiều các nước trong khu vực, chứ chưa nói đến là thế giới. Hiện nam giới thì có chiều cao trung bình là 1m63 và 1m53 đối với nữ. So với chuẩn quốc tế thì tầm vóc nam thanh niên 18 tuổi Việt Nam thua kém 13,1cm, còn tầm vóc nữ thanh niên thì thua kém 10,7cm. So với những đất nước như là Nhật Bản, Singapore hay là Thái Lan thì tầm vóc thân thể của thanh niên Việt đều thua kém rõ rệt. Ngoài ra do thiếu vận động cho nên là thể lực, đặc biệt là sức bền của thanh niên Việt Nam vào loại kém và rất kém so với Nhật Bản hoặc là so với chuẩn quốc tế. Các chuyên gia y tế thì cũng cho rằng là hiện nay thì nhận thức, thói quen và rèn luyện thân thể, chế độ dinh dưỡng, điều kiện môi trường của người dân còn rất hạn chế. Đa số thì gia đình còn thả nổi việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 6 tuổi cho đến hết tuổi dậy thì, bỏ lỡ thời kỳ thuận lợi phát triển về thể lực và tầm vóc con người. Tiếp tục thông tin liên quan đến 4 người trong một gia đình tại thành phố Thanh Hóa tử vong mà nguyên nhân có thể là do tự vẫn vì nợ nần. Ngày hôm nay trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thư tuyệt mệnh của mình, nạn nhân Ngô Lê Hà có nhắc đến tên kẻ lừa đảo đã vẫy anh, đẩy anh vào cảnh nợ nần. Theo đó, trong 7 trang thư tuyệt mệnh mà anh Ngô Lê Hà để lại, thì có tới 6 trang liên tục nhắc đến một người có tên viết tắt là VTD mà anh Hà gọi là kẻ lừa đảo đã đẩy anh Lâm vào cảnh nợ nần. Theo anh Hà thì vì tin lời người tên là VTD mà anh đã đi vay nợ và đưa tiền cho người chạy dự án, nhưng cái mà anh nhận được là món nợ lên đến 27,6 tỷ đồng, chứ không phải là dự án mà người nhận tiền của anh đã hứa trước đó. Trước đó chị Nhung là vợ anh Hà cũng đã nhiều lần khuyên chồng không nên làm ăn với người này, nhưng anh Hà không nghe nên đã mắc bẫy kẻ lừa đảo. Anh còn mong cơ quan công an vào cuộc điều tra kẻ lừa đảo, báo chí phanh phui bộ mặt thật của người này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục điều tra những thông tin liên quan đến vụ việc. Mua hàng qua mạng là xu hướng hiện đang được người dân Trung Quốc rất ưa chuộng. Nhưng mà theo thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải vào ngày hôm nay, thì hơn 40% hàng hóa được bán trên mạng tại Trung Quốc trong năm 2014 là hàng giả hoặc là hàng kém chất lượng. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc trích nguồn một báo cáo được gửi đến các nhà lập pháp nước này thì chỉ chưa đến 59% sản phẩm kinh doanh trực tiếp năm ngoái là hàng thật hoặc đảm bảo chất lượng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy người dân Trung Quốc gần như mua tất cả mọi thứ qua mạng. Có những món đồ lặt vặt hàng ngày như là dép đi trong nhà, chất tẩy rửa, nhưng mà cũng có những món đồ xa xỉ như là iPhone và máy bay không người lái. Đội quân mua sắm trực tuyến tại Trung Quốc đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong năm vừa qua thì người dân Trung Quốc đã chi tới 450 tỷ đô la Mỹ vào việc mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên thì đã có khoảng 77.800 đơn khiếu nại của khách hàng về những hóa đơn đặt hàng trực tuyến trong năm 2014, tăng đến 356% so với năm 2013.
Trong nhiều năm qua thì Trung Quốc đã cố gắng để rũ bỏ cái mác hàng giả và hàng lậu từ lâu, đã làm đau đầu các thương hiệu lớn của toàn cầu khi muốn nhắm vào thị trường Trung Quốc. Từ các nhà sản xuất iPhone như là Apple cho đến các thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton. Và tháng 7 năm nay thì Trung Quốc cũng đã bắt đường dây sản xuất tới 41.000 chiếc iPhone giả. Các thế hệ iPhone đều có hàng dựng như thật, khó phân biệt qua vẻ bên ngoài và chắc chắn là sẽ dễ dàng qua mặt người tiêu dùng chưa bao giờ sở hữu những sản phẩm như thế này. Có lẽ là những người Việt Nam của chúng ta thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên với những thông tin này đúng không ạ? Bởi vì là hàng xóm của Trung Quốc thì từ lâu chúng ta đã không lạ gì với chất lượng của hàng tàu rồi. Nhiều hàng hóa thì có nguồn gốc Trung Quốc dù là mua trực tiếp, chọn tận tay, mẫu mã thì đẹp, nhiều tính năng, nhưng mà vài kiểu gì thì vài hôm sau không hỏng cái nọ thì cũng sẽ hỏng cái kia. Mua trực tiếp còn như vậy, nữa là mua khi mà chúng ta mua trực tuyến thì việc gặp phải hàng giả hàng nhái là những chuyện mà đương nhiên sẽ xảy ra. Vâng, và tâm lý chung của mọi người khi mà mua phải hàng giả, hàng nhái hay là hàng tàu kém chất lượng thì đều chút mỗi cảm giác bực bội vào người. Nhưng nhiều khi nghĩ lại cũng thấy không phục nền công nghiệp này khi mà làm hàng nhái của hàng giả quá giỏi, có thể gần như là nhái tất cả mọi thứ trên đời, từ cây kim, sợi chỉ cho đến những vật lớn hơn như là iPhone và thậm chí là cả máy bay, tàu chiến thì Trung Quốc cũng có thể bắt chước một cách y hệt. Vâng, tờ báo nổi tiếng là Nhật báo Phố World cách đây ít lâu thì cũng đã phản ánh về việc là cảnh sát Beijing thì vừa phá được ổ làm hàng giả chuyên sản xuất và xuất khẩu iPhone giả. Chỉ trong năm nay thì công ty trên đã bán được 41.000 chiếc iPhone trị giá là 20 triệu đô la Mỹ. Công ty này làm ăn mạnh đến mức mà phải thuê hàng trăm công nhân để lắp sản phẩm giả ở trên 6 dây chuyền. Và một công ty mà đã có doanh thu là 20 triệu đô la Mỹ thì chúng ta có thể tính nhẩm xem là cả Trung Quốc thì có hàng nghìn, hàng vạn công ty làm hàng giả, hàng nhái như vậy thì doanh số của họ sẽ là bao nhiêu, và tôi thì nghĩ đó sẽ là phải là một con số khá là khổng lồ. Dạ vâng ạ, bởi vì đây tất cả những cái vụ làm ăn này đều là làm ăn phi pháp cho nên chắc chắn là không thể nào thống kê ra được. Nhưng theo báo cáo của The Economist thì tính toàn cầu, số lượng hàng giả được bán khắp thế giới mỗi năm trị giá đến con số không tưởng 1,8 ngàn tỷ đô la Mỹ. Còn riêng trong năm 2012 thì Phòng Thương mại Quốc tế ICC cho biết chỉ riêng ở Trung Quốc thôi đã chiếm 70% tổng số hàng giả bị tịch thu toàn cầu mỗi năm. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 3 tháng 11, trang BBC đưa tin 10 con cá voi đã bị mắc cạn trên bờ biển Calais của Pháp. Đây là sự kiện xảy ra lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây. Theo đó, trong số 10 con cá voi đã bị mắc cạn tại bờ biển Calais, Pháp, thì có 7 con đã bị chết. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cùng khoảng 400 người dân địa phương đã đến để cùng giải cứu 3 con còn lại và đưa chúng trở về biển khơi. Trong số những con cá voi đã chết thì có một con đực với chiều dài, dài nhất lên đến 5 mét. Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Động vật biển La Rochelle, Pháp đang tiến hành khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong thời gian gần đây, người dân Peru đang đổ xô đi uống nước ếch bởi vì là tin rằng nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó thì có khả năng chữa bệnh bất lực và nâng cao nhu cầu sinh lý. Công thức của nước ếch gồm có một con ếch sống bị đập cho tới chết, sau đó thì bị lột da và xay nhuyễn cùng với 20 loại nguyên liệu khác nhau để tạo thành hỗn hợp, gồm có đậu Hà Lan trắng luộc chín, mật ong, lô hội, muối, rễ cây Adian và một số loại rượu khác. Theo đó thì chỉ với giá là 2 đô la Mỹ, tức là tương đương với khoảng hơn 40.000 đồng tiền Việt Nam, khách hàng sẽ được thưởng thức ly sinh tố gồm có ếch sống lột da, rượu và 20 loại gia vị khác để làm tăng sinh lực quý ông. Khi nghe những thông tin mà chị Vi Dung vừa đưa ra thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đang rất là thắc mắc, liệu chăng là thành phần chính của thứ đồ uống kỳ lạ này là một con ếch bình thường nào đó? Thế nhưng không, thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi cập nhật thì đây lại là ếch sống ở hồ Titicaca hẻo lánh vô cùng. Thành phẩm là một chất lỏng màu xanh lá cây nhạt được một số người tin là có công dụng chữa hen suyễn, mệt mỏi và cả bất lực. Tuy nhiên các bác sĩ thì cho rằng chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy có loại nước này có khả năng chữa bệnh. Có một điều đáng chú ý đó là loài ếch này thì đã nằm ở trong danh sách các sinh vật đang gặp nguy hiểm. Bất chấp thực tế này thì hoạt động tiêu thụ nước ếch vẫn diễn ra rất mạnh ở Peru. Một số người bán hàng rong thì cho biết là họ bán được từ 50 cho đến 70 con ếch mỗi ngày. Nhiều cửa hàng thì còn có bể chứa ếch sống để có thể sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, với hàng triệu người ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn, thì chung cư có thể nói là mơ ước và cũng là giải pháp phù hợp nhất với thu nhập của đa số người. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi đạt được giấc mơ sở hữu một căn nhà chung cư chưa lâu, thì nhiều người đã nhận ra cuộc sống tại các chung cư không giống với những gì mà họ đã từng nghĩ trước đó. Vâng, liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn, mất nước, rồi là rơi, tức là vữa rơi xuống đầu, rồi thang máy thì bị đứt cáp và rơi tự do tại một số chung cư trên địa bàn của Hà Nội trong thời gian gần đây, thì đã khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn và đặt ra một dấu hỏi lớn về chất lượng, về độ an toàn tại các chung cư hiện nay. Và trong khi mà người dân thì đang cảm thấy lo lắng và bất an khi mà sống trong chính căn nhà của mình, thì thay vì có những giải pháp khắc phục thì những người có trách nhiệm lại tỏ ra thờ ơ trước những nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân. Và câu chuyện về chất lượng dịch vụ tại các chung cư hiện nay đã trở thành vấn đề nóng được báo giới đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn đưa ra trao đổi trong chương trình Chuyện tối nay. Nhưng trước tiên, để hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân tại các khu chung cư hiện nay như thế nào, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chung cư tại khu đô thị Đen Lư, Hoàng Mai, Hà Nội. Không dám mạo hiểm tính mạng của mình khi sử dụng những chiếc thang máy này. Người dân ở đây đã lựa chọn một cách di chuyển khác. Dù mệt nhọc nhưng được cái an toàn. Hiện nay thật sự ra tôi vẫn run, vẫn rất sợ và đi thang máy tôi rất là sợ. Đấy, giờ chúng tôi là đi hầu như là đi nhờ sang thang bộ ở bên đơn nguyên bên kia. Bên sang đơn nguyên bên kia cũng thế, đi cũng kêu rất là ghê. Chúng tôi đi vào rất là sợ, nhưng mà vì cái cuộc sống và cái phương tiện đi lại của mình ấy, khi đi lên đi xuống ấy, bắt buộc chúng tôi phải đi cùng chung một thang máy hết. Còn đây là hệ thống phòng cháy của tòa nhà này. Cũng có một số bình cứu hỏa đấy rồi, các tầng đều có, nhưng mà tôi nghĩ là cái sự mất an, cái sự mà khi mà phòng cháy khi mà có hỏa hoạn xảy ra thì tôi nghĩ là khó khăn, bởi vì cái địa bàn mà ngay cái bản thân đối với cái sân để cho vào đây, cái xe cũng để đổ rất nhiều, thế rồi xe máy thì mới để dưới. Tôi lo ngại về cái chuyện là nhỡ ra mà xảy ra thì hỏa hoạn thì không biết chạy vào đâu, là vì có cái cửa đấy thì cái máy phát điện cũng trần hình ra đấy rồi mà có sử dụng đâu, không hướng dẫn một ai để người ta biết cách sử dụng nó cả đấy, chúng tôi rất là lo ngại về cái đấy. Dù gắn bó với khu chung cư này đã nhiều năm, nhưng người dân nơi đây đã không còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác xa so với những gì được cho là tốt đẹp như những lời quảng cáo trước đó. Trước đây mà tôi chưa sống ở chung cư ấy, thì hai vợ chồng nhà tôi nói thật lúc nào mơ ước được một căn hộ chung cư. Chỉ cần độ khoảng 20 mét thôi, thì chúng tôi thấy nó là niềm mơ ước lắm rồi, mà nó cao xa lắm. Nhưng mà cho đến hiện nay chúng tôi ở vào rồi, chúng tôi mới thấy nó quá xuống cấp mà nó lại không biết kêu gọi ai, không có cái gì để mà bấu víu vào cả. Cái chung cư như này thì tôi cũng đang định bán đi xuống mặt đất ạ, nó nghiêm túc này. Rồi trước sau gia đình tôi bảo không ở thế này được, ở này không, một là không an toàn, hai là cái đời sống vất vả khổ, suốt ngày leo 11 tầng làm sao tôi leo được mãi được. Được xem là phù hợp và là mơ ước của những người chưa đủ điều kiện mua nhà mặt đất. Nhưng giờ đây, các khu chung cư lại trở thành những điểm nóng về hiểm họa. Vâng, và để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của những gia đình đang phải sống trong các chung cư đã xuống cấp và chất lượng dịch vụ kém, thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một người dân đã xuất hiện trong phóng sự vừa rồi của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Dần. Bà Dần thì là một người dân đang sinh sống tại khu nhà G thuộc khu đô thị Đền Lừ của quận Hoàng Mai, Hà Nội. Yeah. Vâng, trước tiên rất cảm ơn bà Dần vì đã dành thời gian đến với chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bà đó là bà đã chuyển về sinh sống tại cái khu đô thị Đền Lừ này được lâu chưa? Tôi về cái khu này là được từ năm 2005 cho đến bây giờ là 10 năm rồi. 10 năm rồi? 10 năm rồi. Vậy thì khi mà mới chuyển về đây sinh sống thì cái chất lượng dịch vụ cũng như là chất lượng tòa nhà của cái khu chung cư này như thế nào? Và nó đã bắt đầu bị thay đổi như trong phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là từ thời điểm nào ạ? Tôi về đây thì đầu tiên thì cái khu nhà ấy rất là tốt mà ở được. Thế nhưng mà cho cách đây độ khoảng 2-3 năm gần đây thì nó quá là xuống cấp. Ví dụ như là cầu thang máy nó hỏng, điện đóm. Thế rồi cửa nhà rác, cửa nhà điện
rồi lên nhà hỏng hết, coi như không còn một cái gì. Cho đến bây giờ nó quá là xuống cấp, mà bây giờ người ta gọi là cái nhà ấy là siêu xuống cấp. Đấy. Vâng, cụ thể hơn thì ngoài những cái chi tiết như là nền nhà hay là những cái tường bị rơi vỡ hay như vậy thì còn có, tức là những cái tòa nhà của chúng ta còn bị xuống cấp cụ thể hơn là như thế nào, bà có thể nói rõ hơn được không ạ? Xuống cấp cụ thể nhất là cầu thang máy. Hiện tại là có 4 cái cầu thang máy, nhưng bây giờ là hôm vừa rồi là hỏng 3 cái. Nhưng mà chúng tôi kêu gọi mãi thì cũng chưa thấy ai đến để sửa chữa cho cả. Thì tổ tôi cũng đã tạm thời ứng ra một số tiền để sửa tạm một cầu thang cho bà con đi lại cho nó đỡ khó khăn. Trong đó là có 100 hộ dân ở. Thế nhưng mà thường xuyên là phải chui cái gầm từ tòa nhà của bên đơn nguyên 2 sang đơn nguyên 1. Là vì người ta không, đấy là toàn những là người cựu thương cựu thanh niên xung phong, nên là không thể nào mà đi từ tầng 1 lên tầng 11 được. Cho nên toàn phải chui, mà thậm chí có cháu nó chui tối quá nó bị ngã gãy cả tay. Vâng. Đấy, hiện tại bây giờ nó vẫn bị bó bột. Vâng, những cái thay đổi về cái chất lượng của cái tòa nhà như thế này thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của gia đình bà cũng như là của gia đình của những người sinh sống ở đây ạ? Như này tôi thấy là ảnh hưởng rất nhiều, là vì khó khăn lắm. Đi lại nó đã khó khăn rồi. Điện nước thì còn tương đối một tí. Nhưng mà cái nhà ấy thì tôi thấy nó quá xuống cấp về cái cầu thang. Cửa điện thì không có, trẻ con mà nó ngã vào thì rất nguy hiểm. Mà cửa nhà rác thì mùi hôi thối nó đưa lên tận tầng 11. Cho nên là dân ở đấy, 100 hộ dân mà người ta ở như thế thì rất là ảnh hưởng đến môi trường mà sự sống của nhân dân ở đấy. Mà chúng tôi cũng kêu gọi nhiều rồi, đi đưa đơn đi đến phường này, quận này, rồi đến ban quản lý nhà này, thế mà vẫn rồi sở xây dựng, nhưng mà chưa thấy trả lời gì cả. Nên là dân chúng tôi kêu gọi ghê lắm mà vẫn chưa được. Nên là chúng tôi kiến nghị với các ngành các cấp cố gắng cho chúng tôi được cái cầu thang máy, là cái sinh sống hàng ngày đấy, để cho bà con đỡ khổ. Người lớn người biết, như hôm vừa rồi tôi thấy là cái cửa cầu thang nó bị đứt cái dây cáp ấy, có 5 người ở trong ấy. Thế mà may có một cái anh hùng, anh ấy lôi ra được, chứ không có thì tôi không biết là nó đến mức nào nữa. Người già có, người trẻ có, bà chửa có, 5 người ở trong ấy. Thế mà may quá có anh ấy là thanh niên, anh đi trong anh lôi ra được. Đấy, cái đấy là cái may nhất cho chung cư chúng tôi đấy. Vâng, trong cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thấy những cái hình ảnh là trong thang máy thì có dán một cái dòng chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là cũng có những chỗ thì dán ghi là có nhu cầu là muốn bán nhà. Vậy thì tại sao lại có những cái tấm biển hiệu như thế này ạ? Cái tấm bản hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là chính bản thân tôi dán. Là vì tôi muốn cho những người dân, người ta đi vào đấy, người ta cứ niệm Phật, người ta cứ cho là niệm Phật là cái tâm của mình nó an, để cầu làm sao mà nó được an toàn. Thế còn cái biển bán nhà là vì nó xuống cấp quá. Bây giờ rất nhiều người bán chứ không phải một cái nhà ấy đâu, nhiều người bán lắm. Nhưng mà thực tế như thế cũng không ai mua. Vì nó xuống cấp thế thì ai người dám mua. Bây giờ có nhà nói đến tỷ tư, tỷ rưỡi mà bây giờ 900 người ta cũng không mua. Đấy, hiện tại bây giờ là như thế. Vâng. Vâng, thưa bà, là cảm ơn bà Lê Thị Dần với những chia sẻ vừa rồi, cũng giống như là cảm ơn cuộc trò chuyện của biên tập viên Vi Dung. Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Dần, chắc quý vị và các bạn đã hiểu hơn về cuộc sống của những người dân đang sống tại các khu tái định cư hiện nay. Và bản thân tôi khi nghe xong cuộc trò chuyện vừa rồi thì cũng vô cùng cảm thông, cũng như là thấu hiểu cho những khó khăn mà những người dân đang phải trải qua. Và có thể nói ở Hà Nội không chỉ sự xuống cấp của các khu tái định cư mà các chung cư mới hiện nay thì chất lượng dịch vụ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Không thể phủ nhận chung cư giá rẻ đã mở ra một cái cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người dân. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo yếu tố giá rẻ vừa xin nhiều lãi thì chủ đầu tư sẵn sàng cắt giảm các hạng mục đi kèm nhà ở, từ các phương tiện thiết bị đảm bảo an toàn thoát hiểm đến việc xây dựng các căn hộ với mật độ dày đặc phá vỡ quy hoạch cảnh quan. Nhiều khu chung cư thậm chí đến nơi gửi xe cũng không có, khiến nỗi khổ của người dân cứ tiếp tục nối dài thêm. Vỡ mộng chung cư giá rẻ là câu chuyện của nhiều gia đình tại nhiều khu đô thị mới ở hiện nay. Không có chỗ để ô tô, mặt đường vành đai 3 được tận dụng làm bãi đỗ xe. Phía trong, nơi vốn được coi là sân chơi, khu sinh hoạt chung của cư dân cũng bị chiếm dụng. Hết làm bãi gửi xe máy, sân chơi lại bị chiếm dụng làm quán trà đá, bán hàng rong. Biển cấm đỗ xe cũng chỉ đặt ra cho có.
bộ mặt của khu đô thị Kim Văn Kim Lũ với hàng nghìn hộ dân sinh sống. Vì thế cũng không kém phần nhếch nhác. Về sân chơi công cộng thì lúc mua thì mình cũng không được nói đến cái sân chơi công cộng. Nhưng mà trong những cái bản đồ quy hoạch thì cũng có đề cập đến cái bản đồ quy hoạch là có các bể bơi, các thứ xung quanh, công viên. Nhưng hiện tại thì các công trình sau xung quanh thì cũng chưa được hoàn thiện. Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ có 4 khối nhà cao 45 tầng. Mỗi tầng có đến 24 căn hộ. Tính trung bình mỗi nhà 2 xe máy thì đã có tới 8.600 chiếc xe máy, trong khi chỉ có một hầm gửi xe với sức chứa 4.000, dẫn đến việc quá tải trầm trọng. Để giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, khu vực sinh hoạt chung, sân chơi trẻ em được tận dụng. Và thế là trẻ em lại hết chỗ chơi đùa. Chỉ có mỗi đây tẹo sân ở chỗ đằng trước này, thế nhưng mà nó đấy họ, cái thứ nhất là họ dựng xe kìa. Xong rồi buổi tối thì họ cho thuê xe với cả xích lô ấy. Còn ở trong cái chợ này thì chỉ có mỗi một cái kiosk mà họ thuê kiểu như làm nhà bóng nhà biết. Còn hầu như là không có chỗ chơi đâu, trẻ con không có chỗ chơi. Cách Kim Văn Kim Lũ chưa đầy 2 cây số là khu đô thị Linh Đàm. Vốn được coi là khu đô thị kiểu mẫu bởi ngoài công trình nhà ở, khu vực này còn có công viên, hồ nước, tỷ lệ cây xanh, sân chơi cho trẻ em khá rộng lớn. Thế nhưng, đó là chuyện của dăm năm về trước. Vài năm gần đây, với sự xuất hiện của hàng chục tòa nhà cao tầng, với hàng nghìn cư dân sinh sống, khu đô thị Linh Đàm sở hữu mật độ căn hộ dày đặc. Quy hoạch, cảnh quan kiểu mẫu gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Cách đây khoảng tầm 3 năm, trước khi những cái tòa nhà được xây dựng thì không khí ở đây khá là trong lành. Tuy nhiên thì khi những cái tòa nhà xây thì bụi bắt đầu lên nhiều và cảm thấy không khí ở đây chạy bắt đầu đột ngột, nhất là vào những ngày mùa hè ấy ạ, thì rất là khó chịu. Hạ tầng bị cắt xén, không gian sống bị ảnh hưởng, nhiều khu chung cư giá rẻ còn tiềm ẩn rủi ro cho người dân. Thế nhưng người dân vẫn bắt buộc phải sống chung với lũ, bởi không ai dễ gì lại có thêm tiền tỷ để đổi được một chỗ ở mới cho mình. Thưa quý vị, khu đô thị Linh Đàm từng một thời được công nhận là đô thị kiểu mẫu với các tòa nhà chung cư dưới 20 tầng, xen giữa là thảm cỏ, vườn hoa, đường nội bộ rợp bóng cây. Tuy nhiên, từ năm 2009, quy hoạch này từng bước bị băm nát khi hàng chục tổ hợp chung cư cao tầng mọc lên, xen lẫn với những khu nhà cũ do Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà HUD xây dựng. Và từ khi điều chỉnh quy hoạch thì cái tên tổ hợp Lò Bát Quái là tên gọi được cư dân ở đây đặt cho 12 tòa nhà của đại gia Lê Thanh Thản. Vâng, qua những hình ảnh trong các phóng sự mà chúng tôi ghi lại được thì có lẽ là cũng chưa thể nào phản ánh hết được câu chuyện về chất lượng dịch vụ tại các chung cư trên địa bàn của Hà Nội. Bởi vì trên thực tế hiện nay, rất nhiều người dân ở các khu chung cư đang phải sử dụng nước sinh hoạt nhiễm bẩn, nhiễm độc. Cùng với đó thì là tiền phí dịch vụ cao bất thường, không gian chung thì bị chủ đầu tư cắt xén, lấn chiếm để có thể gia tăng lợi nhuận. Thế nhưng có một câu hỏi đặt ra như thế này, liệu rằng chúng ta có đang nhìn nhận vấn đề quá bi quan hay không? Khi mà tôi thấy hiện nay cũng có rất nhiều khu chung cư chất lượng ổn định, dịch vụ cũng khá là chu đáo, môi trường sống thì cũng thuận tiện. Thậm chí nhiều người bạn của tôi đã từng chuyển nhà vài lần ở vài chung cư khác nhau rồi, nhưng đều khá hài lòng và thậm chí còn tuyên bố là cả đời này họ chỉ sống ở chung cư thôi chứ không muốn sống ở mặt đất nữa. Đúng như vậy, với hàng nghìn tòa chung cư được xây dựng ở Hà Nội trong những năm qua, thì những khu hay là những tòa nhà sập xệ, chật chội, xuống cấp như là trong chương trình vừa rồi theo dõi thì tôi nghĩ là cũng chỉ là thiểu số. Và đôi khi thì nó là xác suất rủi ro, kiểu như là hàng vạn ô tô được sản xuất từ một dây chuyền nhưng mà vẫn có những chiếc thì bị lỗi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người dân nhẫn nhịn, dễ dãi chấp nhận bỏ ra cả tỷ bạc để sở hữu một căn hộ nhiều bất cập như vậy. Chúng ta có quyền đòi hỏi chủ đầu tư, ban quản lý thực hiện đầy đủ việc duy tu, bảo dưỡng hay là trả lại không gian, môi trường sống tương xứng với số tiền mà chúng ta đã bỏ ra, đúng không ạ? Thế mới thấy được một điều rằng sở hữu một căn nhà ở Hà Nội đã khó và sở hữu một căn nhà vừa ý mình thì còn khó hơn gấp bội, đúng không ạ? Và đúng là việc xây dựng các khu chung cư giá rẻ khiến nhiều người dân có thể có cơ hội có nhà ở Hà Nội. Nhưng chất lượng dịch vụ của những loại hình chung cư này đang khiến nhiều người dân cảm thấy vô cùng ấm ức và bức xúc nữa. Trước khi mua nhà, chủ đầu tư nào cũng quảng cáo rầm rộ về môi trường sống trong lành, dịch vụ hoàn hảo, khu sinh hoạt chung cư, sân chơi cho trẻ em, các dịch vụ khác v.v. rất là nhiều.
Thế nhưng khi người dân dọn về để ở mới vỡ lẽ ra, những dự án đó vốn chỉ tồn tại trên giấy. Còn trên thực tế, sau khi đạt được ước mơ sở hữu một căn nhà chung cư ở các đô thị lớn chưa lâu, nhiều người đã vỡ mộng, thậm chí là gặp ác mộng trong chính căn nhà của mình. Vâng, tới đây thì chương trình Chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.